Nơi đâu, cho em xin gửi tới lời chào trân trọng đến toàn thể anh em chơi audio trên miền Tổ quốc. Hôm nay ngày mùng 9 tháng 5 thì em hân hạnh giới thiệu tiếp các một chiếc đầu đến từ thương hiệu Yamaha. Model của nó là CDX496. Ở model này em bán cũng khá là nhiều rồi. Dòng Yamaha đời mới, chất âm đưa ra rất là trung thực và rất là sạch. Đấy. Chiếc đầu này thì được sản xuất năm 2001 đấy. Đấy, cũng dòng đầu đời mới. Nó sở hữu cái xay ngang là 43,5 cm, chiều cao của nó là 9,6 cm và chiều sâu là 28 cm, và nó nặng là 4 kg. Mặt phay nhôm màu vàng chanh thì rất đẹp và sang trọng. Mắt đọc thì đúng mắt đọc của Soli 213, rất dễ thay thế và không kén đĩa, giá chỉ 250.000. Ở chất âm của chiếc đầu này rất là trung thực, chi tiết và sạch sẽ. Và nó sử dụng chip rẻ mã ML35511AL, dòng chip đời mới. Về phần ngoại hình, em cũng xin quay chi tiết để cho các bác được chiêm ngưỡng. Phần ngoại hình của chiếc này thì về đây cạnh trên này có cấn nhẹ một chút này. Và phần cửa đĩa này có sức mờ thôi. Và đây cái phím này thì nó có sức nhẹ. Nhìn kỹ thì mới thấy thôi nhé. Nói chung là đẹp. Phần cạnh trên đây thì cũng có chày nhẹ chút đây. Đấy. Sức nhẹ đây có chày. Phần lắp lưng cũng còn khá là đẹp ạ. Lắp lưng rắn xì khá đẹp, có sức nhẹ thôi. Đấy, tổng thể là đẹp. Đây, model của nó là CD496, điện 100V, công suất của nó là 9W và được sản xuất tại Malaysia, xuất từ Nhật, điện 100V. CD của nó là S359491 GT. Và chiếc này có một đường anốc ra chân đường mạ vàng, một đường cổng quang ra để cho các bác kết nối từ bên ngoài. Đấy. Đây là phần nội thất bên trong. Phần nội thất bên trong của chiếc đầu này còn rất là mới, máy móc zin nguyên bản, mắt đọc cũng như thang máy luôn. Đây, mắt đọc 23C. Tụ lọc nguồn Ella. Dòng đời mới nên là tối giản về mạch rồi. Một số chip thì nằm ở phía dưới, còn đâu đó là thiết kế chip nhỏ. Đời mới. Đây, phần đáy phía dưới. Đáy phía dưới của nó khá là đẹp. Rồi, chiếc đồ này thì về trong tình trạng thì nó cũng có trời như vậy. Hoặc là mà có những chiếc âm đi sáng màu thì đặt em này lên rất là đẹp. Và chất âm của nó rất là hay đấy ạ. Và giá của chiếc đầu này ở bên em bán với giá là 1,6 triệu đồng. Em bao phí ship toàn quốc cho bạn nào chuyển đổi tiền. Bạn nào đặt cọc thì tự trả tiền ship giúp em. Trong quá trình nhận hàng các bác test kiểm tra sản phẩm bên em bị lỗi là giữ nguyên tem niêm phong, đóng gói cẩn thận gửi lại bên em. Bên em kiểm tra đúng lỗi là hoàn tiền 100% cho các bác và các bác đổi sang sản phẩm khác tùy tiêu ý của mình. Và trong quá trình sử dụng thì bên em không bảo hành nhưng hỗ trợ sửa chữa nếu như sản phẩm bị lỗi mà không có tọa sửa. Tiền phí thì các bác phải thanh toán giúp em. Đầu thì là không kén đĩa rồi. Lòng tốt, đĩa lòng xanh là đĩa sao chép, đĩa lòng vàng cũng như đĩa lòng trắng. Mà test một cái CD sao chép đây, vui follow để mà được thưởng thức ạ. Đồng hồ quát hiển thị màu vàng rất là đẹp. Đã nhận đĩa. Các bạn đeo tai phone vào để em thưởng thức luôn. Chat bài 2.
sai niềm cười, lời nói sao tuyệt vời, để rồi buồn vui ánh trăng soi còn đó. Và nghe hơi gió biết rằng mình đang mơ. Yêu hồn như nở hoa dây mộng tuyệt vời, ngắm tương lai trong bàn tay một câu nói thôi. Đôi khi gặp em muốn cười nhưng rồi lại thôi nói ra em.
Xin phép được dừng video test ở đây. Thì chiếc đồ này bên em bán với giá là 1,6 triệu đồng. Em bao phí ship toàn quốc cho bạn nào chuyển đổi tiền. Bạn nào đặt cọc thì tự trả tiền ship giúp em. Ở số điện thoại là 0907-223-269 ở thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh. Em cảm ơn các bác đã theo dõi video của em. Em xin chào và hẹn gặp lại video sau ạ.